Ngay tại thánh đường Jama Masjid, thủ đô New Delhi, Ấn Độ các bạn. Đó, rửa tay, rửa mặt. Rồi, bỏ vô miệng. Xong rồi nhả ra. Wow. Và nước này có tảo xanh nữa chứ. Đây. Đó, bỏ vô miệng súc luôn. Ôi trời. Đó, có thấy luôn, rửa chân luôn. Hả? Ông đó rửa chân kìa. Ông rửa chân rồi các ông bỏ vô trong miệng uống nữa chứ, rồi súc miệng ngay đây luôn. Trời, gì kỳ vậy? Đang chà luôn kìa. Mà không hiểu tại sao là họ có thể chơi trên một dòng nước như thế này. Đang chà chân kìa, đó, chà chân người. Rồi. Đó phun nước uống. Có người uống bỏ vô miệng nữa, không hiểu luôn. Phun nước xuống luôn thấy không? Rồi cái gì lạ luôn vậy? Có khi vậy miễn dịch cộng đồng đó. Rồi miễn dịch cộng đồng với cái nước này nè các bạn. Tăng cường cộng đồng đó. Đó. Nó xanh lè vậy nè. Qua tới chỗ này cũng là gà nha. Gà nướng nha. Rồi mời quý vị ăn nha. Oh, 130 ruby thôi, anh nói 130 ruby, mời quý vị ăn, mời quý vị ăn. Dạ. Và đây là văn hóa của họ. Bây giờ nói sao bây giờ? Ngay. Gì? Dắt gì? Em giấy dắt dắt giờ nữa. Ủa vậy hả? Thôi được rồi. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Ấn Độ, một thế giới đầy màu sắc, đầy âm thanh. Quá chừng luôn. Đông nghẹt người. Vui không các bạn? Wow, trời đồng. Ủa tụi nó không có đội nón bảo hiểm luôn đó nha. Thấy không? Không đội nón bảo hiểm nha. Muốn băng qua đường cũng khó nữa. Rồi, chúng ta nhìn lại đoạn đường đã đi qua các bạn ha. Từ bên trong ra bên ngoài. Tiếp tục thôi. Bên đây có bán nước mía nè. Các bạn đợi mình chút xíu nha. Đây mình quay nước mía các bạn xem. Nó đồng như gì. Đây là nước mía. Namaste. Đây nước mía nè. Đó. Ủa rửa bằng này hả? Hello. Yeah, I see. À, để coi coi. Namaste nha. Đây là cách rửa mía nè. Okay, I see. Đây cách chà mía. Thank you. Wow. Rửa coi đúng có một lần hay sao đó, vậy là bỏ vô đâu giờ là cho uống. Rồi, nó đen thui. Ria. Thank you, thank trời. Rửa đúng con lần hả trời. Để mình quan sát các bạn nha. Wow. Để chúng ta quan sát chút xíu coi rửa được mấy lần.
Ok. Good. Rồi như vậy các bạn ha. Như vậy là rửa một lần thôi, đưa nước vào. Can I come in? Yeah, ok. Rồi sau đó. Sorry ạ. Ok. Rồi đúng luôn, rửa đúng lần các bạn ơi. Đúng lần này nha. Mà nó đen thui luôn cái nước. Ghi hình này để cảnh báo các bạn là đừng có nên uống thức ăn đường phố. Ok, thank you. Còn cái điều. Cái bụng của họ không sao, nhưng cái bụng của mình nó khác các bạn. Họ quen rồi. Ây da. Ờ, được nghĩa. Ở đây nó còn bỏ thêm cái rau thơm vô nữa. Thank you. Rồi. Đây, chính xác. Cho một ly, cho một ly. Ok. Ok. Rồi, mình mua một ly các bạn nha. Đây các bạn xem nè, đó. Rửa đúng một lần rồi cho vô. Cho quay cho các bạn xem. Mình chụp cái hình nữa mình. Hả? Ờ, quay thủ công. Trả tiền. Để coi cái quy trình họ như thế nào. Rồi mời các bạn uống nước mía ở Ấn Độ. Sugar cane đúng rồi. Sugar cane juice. Cái nước ngoài kia nó đang khui luôn, nó rửa xong nó rửa có đúng lần xong nó bỏ vô nó cho mình uống vậy đó. Nó không hề rửa lần thứ hai luôn. Cái này là mình nói thiệt với các bạn là mình quay video là để cho các bạn xem, để hiểu được về cái thức ăn đường phố của họ, để cho các bạn bạn nào vô cùng cứng bụng thì các bạn dám thử nha. Còn như mình không dám thử, bây giờ mình đi một hành trình rất là dài cả tháng lận. Cái bụng của họ không sao, nhưng bụng của mình rõ ràng là khác hoàn toàn đó. Nhét miếng chanh vô nữa. Rồi. Rồi, chụp chưa. Rồi cái nước trong kia nó đen như là cái nước gọi là nước dòng sông vậy đó. Rồi nó bỏ thêm rau thơm vô nữa các bạn nha. Ừ, nó có rau thơm nữa, lạ lắm. Rồi nó có dưa leo vậy đây. Không có, chắc không có dưa leo đâu rồi. Chắc không có nhét dưa leo vô đâu. Quá trời cái gì mà nó bắt nè. Đã sát luôn má ơi, còn sát cũng nhét cho con nổi. Và đây là ngay tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Yeah. À, bắt thêm miếng nó lùa 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 nữa. Nó có cái tật lùa. Ừ, hay dùng cái tay lùa. Cái đầu nó kỳ ghê. Nó bắt. Họ có thể là sẽ nó cũng dùng cái tay nó bắt vô rồi nó vét nó vét. Ok. Oh yeah, thank you. Rồi. Rồi, rửa tay. Ok, one. Small one, yeah. Một ly thôi. Nhỏ muốn chết là chết xuống. Thank you. Ok. Rồi trả tiền đi. 30 ruby. 30 ruby. Rồi, $1 chúng ta sẽ uống được khoảng độ hơn 2 ly. Ok. Giữ luôn cái ly luôn mình. Đem về viện bảo tàng làm kỷ niệm coi. Đây các bạn, sau khi nó lên màu nó cũng đẹp lắm. Có bọt không à? Bọt không à. Rồi ok. Nãy chụp hình đủ rồi không? Đó, trời ơi, các bạn hình nó đẹp không? Lạnh ai biết từ nha. Trong bếp ra ngoài như thế nào? Lạnh nhắc nha. Thầy uống đi. Rồi, không dám uống đâu. Chúng ta đi ra nha. Đây, cái cách họ bỏ mía ngoài dưới đất nè, xong rồi đạp lên. Đạp lên xong rồi rửa cái nước màu đen đó. Rồi sau đó là cho vô cái máy này và họ xay. Ép. Đó. Nãy vậy thương lắm. Đây các bạn quan sát nha. Một lần nữa nha các bạn. Đó. Ui da, trời ơi. Nước nó đen nó rồi vậy. Dưới chân nó rồi.
Chúng ta đã xem xong quy trình vô cùng sạch, nước mía siêu sạch ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Đối với chúng ta thì thực sự nó là một cái cú sốc, nhưng mà đối với người Ấn Độ có vẻ nó rất là bình thường, bởi vì có thể là hàng ngàn năm qua cuộc sống họ đã như vậy rồi, họ quen như vậy. Và không hiểu tại sao cái sự lựa chọn của họ lại như vậy. Nó có phải là một sự lựa chọn hay không? Đây, bông dạng thọ các bạn quá trời. Không biết họ dùng bông dạng thọ để làm gì. Có dùng để ăn không nữa. Wow, đẹp lắm. Namaste. Cái này là mình chưa đi vào những cái ngõ nhỏ, những cái hẻm nhỏ của nó này các bạn nha. Đang ở đường lớn mà các bạn cảm thấy như vậy á, có cho tiền cũng không dám bước vào những cái ngõ hẻm hun hút sâu của nó, không biết thứ gì để bên trong. Đó, cái này chơi đúng nghĩa là chứ bay tối nên về, nếu mà nữ đi vậy sao bây giờ tối nên về? Không, nếu mà đại lộ thì không sợ, nhưng mà sợ đi vào những hẻm nhỏ là thua đó. Đó, rửa chén nè. Ô la trời ơi, nó chạy. Đây, các bạn nào chơi game mà các bạn gọi là muốn lạng lách á, mời các bạn qua Ấn Độ lạng. Có lạng được không? Bóp liên tục luôn, bóp kèm liên tục luôn. Không ngưng được 1-2-3 giây nào. Đó, nhức cái đầu luôn á trời. Bởi mày mới nói là về mặt tổ chức làng Ấn Độ này, nó messy, gọi là nó hỗn độn như vậy là phở gì à? Không phải, có cái thẻ vậy là phở hồng hoang. Từ thời hỗn độn khai sinh, trời xanh đất nở. Đúng rồi, không bạn nhớ. Nó nhắn xuống dưới đường luôn. Học lên học. Oh, say me, yeah. Quảng cáo hả? Mời các bạn qua Ấn Độ, Việt Nam chưa là gì đâu. Trời ơi, dây điện dây đồ. Trời ơi, đúng là khó đi á. Nó ăn 150 ruby đúng không ai dễ. Ây da. Rồi. À siêu. Các bạn thông cảm. Xe chạy giật quá. Đây, các bạn sẽ xem bánh nướng trên lửa, bàn tay lửa. Đó. Mời các bạn nhìn thấy chưa? Quá trời nhiệt độ này. Đổ lên. Ok ok. Wow. Dạ, yeah. Nhiều cây đứng ăn sao mà thấy thèm đó. Không, anh nghĩ em đây. Ủa dạ. Đây. Đây là cái chảo dầu ở ngay tại thành phố Lucknow các bạn. Cái dầu nó ra một cái màu, phải nói là nó đen. Nó đen là sao hả? Thả đồ vô không thấy đồ á. Không thấy đồ luôn á. Đây thức ăn đường phố Ấn Độ nha. Em mới định ăn cái đường gà. Mình nhìn xong chảo dầu cái mình bỏ đi luôn. Ok, namaste. Thank you. Mua chai nước Suối. Mua chai nước suối đi. Thôi không ăn đâu, mua chai nước suối đi. Đây vậy, giống dạng như là họ bắt được con mồi hay sao á. Trời thôi quá vậy. Cái khối họ quá đen á. Đi đâu? Wow. Từ bên đó đi qua đó. Wow.
có cái áo quanh vàng này rồi, đó các bạn thấy họ. Đây là nước sông Hằng nhé. Rồi chúng ta kết thúc hành trình ở đây. Và tối hôm nay các bạn sẽ được uống một loại trà sữa vô cùng đặc biệt Ấn Độ các bạn, ngay tại bang Bihar, thành phố Patna, gần với Bồ Đề Đạo Tràng. Các bạn sẽ thấy nha, vô cùng đặc biệt luôn. Đợi mình chút xíu. Ở đây chưa phải là đồ đặc biệt đâu. Chúng ta sẽ đi ra ngoài, các bạn sẽ thấy sự đặc biệt của nó nha. Này, tại sao nó đặc biệt? Đi ra ngoài đây các bạn sẽ thấy. Hello. Chuẩn bị. Ok, các bạn xem nha. Ở đây là những cái bình nhỏ bằng gốm, họ nung trong cái Wow. Đây vô cùng nóng, các bạn xem nha. Bây giờ dạ, các bạn xem nè. Ok, we see it. Yeah. Đây rồi, các bạn xem nha. Hương vị trà đặc biệt của Ấn Độ. Đó, nó đun tới cháy luôn các bạn nha. Yeah. Oh, đó. Yeah, I see you. Ok, waiting. Đó, các bạn thấy không? Yes. Ok, waiting. Đó, hương vị trà đặc biệt. DSP. Hello. Okay. Namaste. Namaste. Okay. Namaste. Yeah. I see you. Đó, điểm đặc biệt các bạn nha. Uống rất là thơm. Rồi mời các bạn uống. Tối hôm nay ăn món gà này các bạn ha. Không biết gọi là gà gì bây giờ nữa. Ta ăn cái bọt không? Không. Ta lấy đùa thôi. Okay. Ừ. À, vui chưa? Ngay tại thành phố Patna.